Xin chào cả nhà. Đây là fanpage của mình. Fanpage của mình ở trên Facebook nhá. BBMK. Hiện tại thì fanpage đã có hơn 140 người đăng ký. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người có thể vào đây để xem những thông tin về những chiếc ô tô xịn nhất và đắt nhất. Tiếp theo thì mọi người cũng có thể vào kênh YouTube của mình. Đó, các bạn vào YouTube này, sau đó là chỉ cần đơn giản đánh chữ BBMK, không quan trọng chữ hoa hay chữ thường, các bạn ấn tìm kiếm. Đó, đây chính là kênh BBMK của mình đây. Các bạn kích vào. Đây, các bạn ấn chữ đăng ký này. Sau đó là ở bên cạnh nó có một quả chuông, các bạn ấn vào. Đó, như thế này là được này. Quả chuông này thì sẽ giúp cho mọi người khi nào mà mình đăng những cái video mới nhất của mình lên thì nó sẽ báo cho mọi người là đã có video ở kênh BBMK và từ đó mọi người có thể vào và xem. Và đây là những video của mình rất là nhiều đúng không? Hiện tại thì đang có khoảng mười mấy video rồi, 11 video rồi. Chắc chắn sẽ còn tăng lên rất là nhiều bởi vì bây giờ mình đang biên soạn. Thì mọi người có thể vào bất kỳ, ví dụ là con BMW i8, chiếc siêu phi thuyền đến từ tương lai này này đã có mặt rồi, thì các bạn có thể, đây là quảng trường đỏ nơi mà mình làm cái intro, là cái giới thiệu về video. Đó. Và các bạn có thể ấn nút like nếu thích video, và các bạn có thể ấn nút chia sẻ thì các cái bạn bè của mình có thể xem được video. Và ở dưới này thì các bạn có thể để những cái bình luận của các bạn thích hay là không thích, hay là cần góp ý gì cho video thì các bạn hãy để ở dưới này. Đó, chắc chắn là cần rất là nhiều cái sự đóng góp của mọi người về ý kiến để có thể hoàn thiện hơn. Mình chỉ giới thiệu qua một chút như vậy. Rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt mọi người nhá. Thank you.